Dạ vâng, bác Hồng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay là thứ hai đầu tuần nha bác nha. Bên em lại tiếp tục khui một lô hàng về rất là nhiều, dòng loa đại Mỹ cho tất cả bác để các bác chơi nha. Đấy, JB Boss Credo B-Way, vân vân rất là nhiều nha bác nha. Đó. Rồi thì hôm nay thì bên em cũng sẽ vừa mới tháo xong rồi bác nha. Các bác thấy thùng xốp em vừa tháo xong. Loa khá là nhiều, loa rất là nhiều luôn bác. Về cũ có mới có thì cái lô này là lô mới nha, lô mới mới về. Em về được là bắt 40, 30, sub bắt 50, sub bắt 30 vân vân. Em sẽ đi vào giới thiệu từng model và cũng như là báo giá cho cả bác, để các bác nào lựa chọn thì liên hệ cho Quốc Hùng. Thì bên em tiếng đẹp nhưng hàng là chưa vệ sinh nha bác nha, chưa vệ sinh nên là nó còn bụi bặm rất là bẩn. Các bác chốt được cái nào thì em sẽ vệ sinh nó và gửi cho bác luôn. Thì ở bên từ trái qua phải thì cặp đầu tiên đó là cặp bass 30 nha, bass 30 của hãng Crest Audio, được sản xuất tại Mỹ và sở hữu là bass 30 từ 220 con 100 nha bác nha, từ 220 con 100, chép kèn, sử dụng bass chép của B-Way luôn. Đấy, thương hiệu Crest Audio nhưng mà nó sử dụng chung là bass chép của B-Way luôn nha bác nha. Rất là khủng. Đấy, bass 30 từ 220 con 100. Và lo này các bác thấy này, nó còn rất là mới này thế này nha. Đấy, hàng về bên em là chưa vệ sinh nha bác, nhưng mà nó mới như thế này rồi. Bên trong là vẫn còn bụi nhưng mà lau qua sơ qua nha bác. Lau sơ qua là rất là mới này. Đấy. Đây bác. Và đằng sau nó này. Ngoài sau đó nha. Crest Audio này, mã là CA112 nha. Đấy, CA112. Thì theo các bác thấy là nó thiết kế giống y chang là dòng B-Way IBC 1012 ấy, bác nha. Không khác gì hết. Con này thì công suất là mát là 2000W, ở trung bình là 1000W nha. 8 ôm này. Độ nhạy cách giới tầng ở 1800Hz nha. Đấy, có chế độ chỉnh chép này. Có bi âm này. Đấy, và ở dưới là full ranger. Đấy, sản xuất tại Yura nha bác nha. Đây. Đấy, Yura. Thì bên em chỉ có một cặp nha. Từ 220 con 100. Cặp này thì em để cho các bác giá là 13.500.000 nha. Giá chưa bao gồm phí cước nha bác nha. Đấy. Phía dưới là cặp 40 của hãng B-Way. B-Way IBC 1015 bên em lại về tiếp được một cặp nha bác. Bắt 40 từ 220 con 100. Chép kèm. Thì đôi lo này thì bên em cũng đã bán rất là nhiều rồi, có vài cặp thì vừa rồi thì cách đây có mấy ngày thì đi cũng đi một đôi là hết hàng, hôm nay về tiếp một đôi nữa nha. Đôi này thì sẽ có giá là 16.500.000 nha bác nha, 16.500.000. Tất cả lo là bên em chưa bao gồm cước nha, chưa bao cước nha bác nha, nên là bác lưu ý giúp em. Giá thì em đưa ra chưa bao cước thì bác lo thì bác chịu cước nha, và những lo thì các bác mua thì em sẽ tặng cho bác là một cặp dây lo và rách kèm theo lo luôn. Đấy. Bắt 40 IBC 1015 nha bác. Hàng chúng Mỹ xịn nha. Đấy. Từ 220 con 100, giá 16.500.000. Bên này thì em về được hai quả sub bot, một đôi sub bot nha, bot BB. Đấy, BB nha bác nha. Sub 502 BB chứ không phải là 52B nha các bác lưu ý nha. Lòng 502B á thì nó sẽ có kê cạnh này bác nha, và có cái quai nắm nha, dùng 502B thì nó sẽ không có. Đó, về được một cặp thì các bác thấy là nó còn mút tiêu âm là còn rất mới này. Đấy. Và ở ngoài á thì các bác thấy là nó làm được bọc một lớp da sần như thế này. Đấy, bọc một lớp da sần như thế này, còn cái con 502B á là nó là sơn sần nha. Sơn sần các bác lưu ý nha, nó là sơn sần. Còn con này là da sần nha. Đấy, các bác nhìn lớp da này. Đó, kê cạnh này, bốt này. Mũi tiêu âm là còn rất là đẹp nha. Bên này cũng thế nha bác. Này thì sẽ có giá 52BB sẽ có giá là 11 triệu một quả nha bác nha. 11 triệu một quả, còn 52B thì bên em không có hàng. 52B thì giá là 10 triệu một quả. Đời này thì nó cao hơn thì nên là giá nó sẽ cao hơn tí. 52BB giá 11 triệu. Phía trên là về được là 4 con đói này. 2 con đói B-Way CS800X. Đấy, xe 800X nha. Thì hôm trước về cũng khá nhiều nhưng mà giao hết rồi bác. Đấy, hôm nay là về tiếp được hai con. Đấy, hàng chưa vệ sinh nhưng mà nó đẹp như nó ngoài chữ nghĩa là bác thấy là còn trinh tinh, rất đẹp luôn. Made in Yoda, công suất là 600W cho một kênh.
đấy, chạy 20 sò sách nhé, 20 sò sách. Đấy, con này thì vẫn giá như thế nha bác nhé, giá là 9 triệu, bên em bao cước toàn quốc, đã thì bên em bao cước nha. Phía trên là con cover bơm 700, đấy, cover bơm 700 nha. Con này thì chạy điện, tất cả những con đói này đều chạy điện là 230V nha bác. Bơm 700 thì con này sẽ có giá là 9 triệu rưỡi nha bác nha. Đấy, có giá là 9 triệu rưỡi nha. Cover bơm 700. Đấy, con này thì để em xem giá lại nha bác, xem giá lại. Tại vì lăn quanh đâu đó 9 triệu rưỡi, 10 triệu gì đó. Bơm 700. Con này thì để em xem giá lại nha. Đấy, chưa giá thì em báo con này là chưa trúng nha. Đấy, các bác em sẽ vệ sinh và báo giá lại cho bác sau. Rồi bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp em sẽ báo giá sau nha. Còn con QCX800 này. Đấy, X800 dòng chữ đỏ nha bác nha. X800 dòng chữ đỏ được về được một con. Con này thì có giá là 6 triệu rưỡi. Đấy, 6 triệu rưỡi nha bác nha. X800. Đấy. 6 triệu rưỡi. Rồi. Qua bên này thì bên em về được 3 qua sub RIBL. Đấy, sub RIBL nha bác nhá. MR518S. Sub bass 50. Đấy, sub bass 50. Với trọng lượng là 32,5 kg này. Và công suất trung bình thấp nhất là 500W. Và công suất trung bình là 1000W và công suất cao nhất chịu đựng được là 2000W nha. Đấy, sub hơi nha bác nha. Ba quá. Một quá thì nó có tem này, còn hai quá này nó không có, và hàng đẹp như nhau. Hàng đẹp như nhau. À, chất lượng như nhau, chứ có con này là nó có tem, nó còn cái tem, còn con này thì tem nó bay đâu hết trơn. Đó, ba con nha, giá là 16.500 một con. Đấy, giá là 16.500 quá nha, sắp bắt 50 nha bác. Đấy, rồi máy quả này thì thị trường toàn là 18-19 triệu nha bác nha. Rồi em để cho bác là 16.500 thôi, các bác có thể tham khảo giá nha. Ờ, bên này thì dòng CGX112 tìm cờ đầy đủ, hàng rất đẹp luôn. Đó, nỉ được rất đẹp nha bác nha. Đấy, CBL 112 bát 30 chất kè thì giá thì vẫn vậy thôi bác, giá là 11 triệu một cặp, 11 triệu một cặp nha. Đấy, rồi thì đến với dòng bát 25 này. Hôm trước rất nhiều bác hỏi em dòng bát 25, hôm trước nó về được là hai cặp bát 25, nhưng mà cái đời khác nha bác nha, đời BR10, còn đời này là đời khác nha bác. Đó, kiểu dáng nó khác, cũng là cũng bi quay, cũng bi quay nhưng mà nó khác. Hôm trước là bi quay BR10, bi quay này nha. Đời này thì đời qua com gì đó, qua ra gì đó bác nha. Đấy, nó khác. Đời này thì giá tiền nó cao hơn bác, giá nó cao hơn đời trước. Cao hơn được trước 700.000 nha. Mới cặp hôm trước 7 triệu thì cặp này giá 7.7 triệu nha bác, 7.7 triệu. Giá bên em chưa bao gồm phí cước nha. Đấy, cặp lô bát 25 về được có 2 cặp. Đây, ngoài đằng sau này em quay cho bác xem. Ngoài sau này, các bác thấy khác với những cái dòng kia. Đấy. Rồi Quadra 10. Đấy, Make in Utah nha. Bi quay. Công suất mát là được 1000W này, 500W là trung bình. Đấy, trọng lượng là 14,1 kg này. Thông số kỹ thuật nó đầy đủ nha. Jack lo này gồm jack new chick và jack backwit. Jack backwit nha. Dưới này thì có tem bi quay này, máy in giấy ra này. Đấy, qua ra 10 black màu đen. Bắt 25 nha. Đấy, và được 2 cặp thì các bác nào chốt thì alo em, giá 7.700.000. 7.700.000 nha. Rồi, đó là những cái sản phẩm mà bên em về trong ngày hôm nay, thì các bác nào có nhu cầu thì lựa chọn cho em. Thì alo cho em những cái sản phẩm mà các bác thấy thích hợp với không gian âm thanh gia đình mình. Đó, bắt 25 30. Đó, 25 có 2 đôi này, 30 có 2 đôi, một đôi GB, một đôi Crest. Bắt 40 thì có một đôi BYBC. Còn sub bass 50 có 3 quá nha, sub bass 30 từ 2 con trăm con bốt có 2 quá. Đấy, bốt con đấy.
Rồi thì tất cả em đã báo giá xong thì mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp trong phòng qua số điện thoại là 0363648707 hoặc là 0393104149 nhé. Các bác xem kênh thì các bác ủng hộ kênh Thanh Phong Hồng bằng cách đăng ký kênh, nhấn vào chuông để cập nhật theo dõi những video mới nhất, và cũng như là yêu thích video thì bác có thể chia sẻ video, chia sẻ kênh để kênh được phát triển hơn nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.